quay cho quay. Quá đẹp, tủ đẹp quá. Giờ chào mọi nha. Triệu. Sáu triệu này. Dạ. Cô Tư thì làm phước để hồi hướng cho ông Dương Tư Nguyễn Nhân Trạng đó. Thì cái giấy của Dương Tư thì em còn để trên bàn thờ đó. Dạ. Lúc nào cũng nằm trên bàn thờ thì... chiều đọc kinh cầu nguyện. Rồi cô Tư thấy chú Tư cũng lên xuống này cực khổ rồi với Tấn, rồi gửi biếu cho chú Tư 1 triệu để uống cà phê. Rồi cũng cảm ơn cô Tư nha. Chào cả nhà, hôm nay mình đến mua thủ thờ để cho anh Tấn. Thì vợ và con cháu của ông Nguyễn Nhân Trạng đó thì có giúp gia đình của anh Tấn sửa nhà lại, với lại gửi tiền mua cho anh Tấn cái thủ thờ luôn. Thì cái tủ này là 6 triệu nè cả nhà, còn cái tủ này là 7,5 triệu. Cái tủ này mặt bên sườn thì thao lao, mặt này mặt bên, mặt phía bên đó. 6 triệu. Còn cái tủ mình đây cẩn, người ta có chạm khắc á, này bằng căm xe cà chất, tới 7,5 triệu lần. Mà mình mua cái 6 triệu này được rồi, mua cái 6 triệu cho anh Tấn đi. Cái 7,5 triệu không đủ tiền. Còn mấy cái dưới này tới 10+ triệu lần ra nha, để cẩn nè, 11-12 triệu lần. Mấy cái này quá đẹp luôn. Này mấy cái nhà lớn lớn mua để đẹp lắm. Cái này 7,5 triệu nè, này giá nè, 7,5 triệu. Mà mình lấy cái này 6 triệu. Hôm nay đi mua với chú Tư. Thì chú cho con gửi tiền luôn. Rồi. Dạ, đây. Đi tới đến nhà rồi, đâu rồi để ở đây. Dạ dạ, cái đó 6 triệu chứ. Dạ dạ dạ. Có tên Tuấn. Tuấn à? Tuấn. Có một cái nhà đó kìa. Dạ dạ dạ, tên Tuấn. Rồi dạ. Nhà anh Tuấn này. Bao nhiêu? 5. Dạ dạ dạ, giờ ăn bớt 200 là còn 5,8 triệu. Đọc chiêu. Có hồi nay tôi mới thấy trong ghế nhà tôi đọc chiêu thì giấy biên nhận 6 triệu mà chú bớt 200 còn 5,8 triệu. Cảm ơn chú. Quá im rồi anh Tấn ơi. Dạ. Bỏ hình này con Tấn để đây bỏ. À, đây là cửa buồng ở nhà trước đó cả nhà. Thì nữa con đắp cái chỉ sao? Vì tôi gửi tiền để xây luôn cửa buồng. Bữa nay đem cái bàn thờ về để đây nữa, cái này cái nhà đẹp luôn. Rồi xong cái ít bài ngày nữa cái bê lên nữa đẹp lắm. Sơn lên. Kiếm anh Tư đẹp không, tủ đẹp không anh Tân? Quá đẹp luôn. À, để bán giá 6 triệu nè. Mà ổng bắt 200 ngàn. Bị mua của Mỹ Duyên. Bị con mua đó mấy lần á. Dạ. Đẹp bằng cái này mà mặt bên cái mặt dán này nè, đứng lên. Còn cái sườn bằng thao lao. Đem bệnh rồi. Rồi dựng lên luôn. Rồi rồi qua đây khiêng luôn. Rồi rồi đi. Rồi đi vô nhà luôn. Nhẹ chứ không có nặng. Thao lao. Cái vách đít thao lao không kìa. Quá đẹp, tủ đẹp quá.
Qua một chút nữa. Qua bên đây một chút nữa. Không có cái mịn trên nè. Nó trật lốt quá rồi. Trật quá rồi. Ồ, oh, vậy đó. Rồi. Xịt qua bên đây chút, anh ta về bên anh luôn ta. Rồi đem nguyên cái chân luôn nha. Kéo luôn cái chân luôn. Qua rồi coi. Nữa chút xíu nữa, chút xíu nữa. Rồi, nghe vậy. Rồi. Rồi chân em đụng tường rồi. Quá đẹp. Rồi ngay giữa đó. Quá đẹp luôn. Giống hệt như cái thủ ngoài kia luôn. Nhìn nhà gom liền hả anh Tức? Dạ. Quá trời đẹp. Qua luôn. Rồi thỉnh hai ông qua đi. Hai ông ngồi trước ngồi sau thì giờ còn vậy luôn. Hôm nay nhà của anh Tấn đã hoàn thành hết cả căn nhà. Thì mới đem tủ thờ về thượng ông bà lên đây. Tủ thờ quá đẹp luôn. Đi ra quay cái nhà bếp. Đi là căn nhà dưới chỗ em ngủ nè. Chỗ này là dì Tư cho làm nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi xây tường làm nóc. Còn cái nền dưới này thì của Bắc Lan. Bắc Lan cho tiền cán nền mua gạch. Còn hai đứa con em đi học thì anh Golino, anh Golina, anh Golina anh cho 3 triệu cho hai đứa con em. Cái nhà này không là của cô Tư là 40 mấy triệu đó, của nợ phần cô Tư không? Cô Tư không 46 triệu. Quá trời lớn rồi công đức cô Tư. Cũng cảm ơn bác Lon với bác Lon 6.8 6.828 nha. Em xin cảm ơn cô Tư thì quá trời tiếp như gia đình em quá trời, em không biết nói sao. Xin cảm ơn cô Tư với mấy anh mấy chị vậy. Hôm nay mời cô Tư có gửi tiền mua cái tủ thờ. Dạ. Gửi 6.500 mua tủ thờ. Dạ. Mà mua có 5.800 còn dư 700. Dạ. Với lại cô gửi thêm 6 triệu để mà trả tiền thợ thầy mướn mấy bữa nay á. Dạ. Em cảm ơn thì cũng nhờ chị Tư giúp đỡ vậy nên có kêu được thợ dưới cu ly thì kia đầu tiết chứ thôi tới giờ cũng không gọi đâu quá trời. Cái đó là ở biên lai tu thờ. Dạ. 6 triệu mà người ta bớt 200 ngàn. Dạ. Còn 5.800 thì trong cái phần mô tủ thờ á thì Tư có gửi 6.500 mà mô 5.800 còn dư 700 đưa. Dạ. Cho anh Tấn luôn. Em cảm ơn. Dưới 6 triệu. 6 triệu này. Dạ. Cô Tư thì làm phước để hồi hướng cho ông Diền Tư Nguyễn Nhân Trạng á. Thì cái giấy của Dượng Tư thì em còn để trên bàn thờ đó. Yeah. Lúc nào cũng nằm trên bàn thờ. Chiều đọc kinh cầu nguyện. Rồi cô Tư thấy chú Tư cũng lên xuống đây cực khổ rồi với Tấn rồi gửi biếu cho chú Tư 1 triệu để uống cà phê. Rồi cũng cảm ơn cô Tư nha. Nhờ cô Tư đó cho nên nhà Tấn mới được như vậy nè cô Tư ơi. Tôi cũng chạy tới chị luôn để coi con cái nó làm cho nó hoàn chỉnh để đừng để cho nó thất thoát, nói tóm không cho nó thất thoát đó. Cô gửi về rồi coi như là phải đôn đốc nó cho nó làm hoàn thành rồi đó cô. Thôi cảm ơn cô nha. Cũng cầu chúc cho cô
mãi mãi là đừng đừng trẻ nha cô, đừng già nha cô Tứ. Đừng già. Đừng già. Giúp đỡ cho những người bất hạnh như Tấn đây. Thì con cũng xin cảm ơn cô Tư với mấy chị yêu bển đã giúp đỡ cho gia đình con. Thì từ đó giờ thì ước ao của con là được cái nhà vệ sinh. Rồi bây giờ cô Tư cho con được cái chỗ ngủ của con là không bị mưa dột nữa. Rồi còn cho con được cái tủ thờ xây cái giấc buồn. Thì con xin cảm ơn, con cũng không biết nói gì hơn. Thì con xin cảm ơn cô Tư với mấy anh mấy chị. Thì còn cái phần của Dưỡng Tư thì cứ tối nào gia đình con cũng ngồi lại đọc kinh cầu nguyện để cho Dưỡng Tư hồi hướng. Thì con xin cảm ơn cô Tư với cảm ơn bác Loan cũng cho được con là 6 triệu 8 là mua gạch dưới cán cái nền chỗ con ngủ. Với cảm ơn anh Gò Đi Nà đã giúp đỡ cho 3 triệu để cho con em nó có tiền nó đi học. Con xin cảm ơn. Người ta có cái nhà này quá im rồi. Cái như hết sợ mưa giọt, hết sợ gì nữa ha anh Tấn. Dạ. Thì đầu tiên thì chỉ có đủ tiền vật tư thôi. Thì em cũng bỏ công ra làm. Thì bệnh mà làm nó không có được giống như hồi xưa nữa. Cho nên làm người nó mệt hoài vậy đó. Thì như người ta thì người ta có tiền người ta ăn uống bồi bổ vô, còn mình không có tiền thì cứ mắm muối về ăn đại nữa để mà sống qua ngày với mẹ với con thôi. Bây giờ tay chân nó cũng yếu hơn hồi xưa. Chứ gia đình thì họ em là trụ cột trong nhà, mà bây giờ em ngã bệnh xuống mà mẹ em cũng bệnh, mẹ thì cũng bệnh tim thì em ung thư, thì con em hai đứa đang đi học nó cũng hơi khó khăn. Nhờ cái được cái sổ cận nghèo á, thì học hành nó đóng tiền thì có phần nữa thôi. Chứ không có sổ đó thì chắc em lo hai đứa không nổi. Nói là đồ đạc, học tập này kia, đồ ý gì mà còn mua quá trời. Đúng rồi, bây giờ học hành tốn tiền dữ lắm. Bây giờ thì hai mẹ con bệnh hết rồi đâu có làm lụng được gì đâu. Thì mơ ước, thì mình cũng mơ ước mà bây giờ là cô Tư cho được hiện thực rồi, cô Tư cũng như là cô Tiên. Là cô mơ Tiên. Ước, điều ước đã có được rồi. Cô Tư cũng như là cô Tiên. Dạ. Rồi bà bác rồi. Mẹ, ngoài ngoại với chị Năm kìa. Dạ. Mẹ đang làm đồ. Để đi ra ngoài chút xíu. Dạ. Dạ, yeah, con chào bác. Bà cô Tư có gửi lời thăm bác. Dạ, yeah, gửi lời thăm bác sức khỏe. Mừng quá tao khóc sưng mắt. Mừng quá được cái nhà. Dạ, yeah, mừng quá khóc sưng mắt luôn. Ngủ được luôn. Trời ơi, nói quá cho mừng luôn rồi. Giờ cái nhà đàng hoàng rồi mà còn làm lặt vặt này kia để cho nó nháy đi, ăn nó tiếp. Rồi hôm nay bệnh trong mình sao rồi? Nè. Dạ, còn sưng nữa đó hả? Sưng, đi cái sưng, đi. Dạ, đi cái nó sưng, đi nhiều bị sưng. Còn cái giò này thì nó chặt ngang đây, nãy ngồi xuống đứng lên mấy đứa phải kéo đi lại đây nè. Rồi cái nhà là nó mừng dữ lắm rồi con ơi. Mừng dữ lắm luôn. Mừng dữ lắm, mang ơn mà cô Tư với lại mang ơn con với lại bỏ con Tấn, trời ơi. Nói thiệt chứ biết chừng nào cắt được cái nhà. Bây giờ như vậy là quý lắm rồi. Con còn mừng đấy mà. Mừng quá tao ngủ không được. Ngủ không được luôn. Cái hồi sáng, hồi đêm hôm ngủ dưới đất nè, em vừa ra ngủ dưới đất nè. Yeah. Giờ mấy cái nhà mình, trời nhà mình sao đẹp quá, khóc luôn. Khóc luôn. Nhà mình sao đẹp dữ vậy? Nhìn bữa nay nhìn cái nhà khác quá, mà đẹp quá, mừng quá, mừng khóc luôn. Quá mừng luôn. Trời ơi. Biết bao nhiêu mà mình mới làm được cái nhà. Yeah. Mà dòng thí dụ mình có tiền mình cũng không có làm được nữa. Yeah. Cũng nhờ người chị em giúp đỡ, em Út và con cháu giúp đỡ với thiệt tình. Biết chừng nào mình cất được. Chúc vô nãy giờ bác chưa thấy thủ thờ trong hả? Chưa đâu. Đẹp lắm. Ngoài này. Đẹp lắm, chút xíu vô xem cho đẹp lắm. Thủ thờ của Mỹ Duyên phải không? Dạ dạ. Mỹ Duyên cũng bán đồ im lắm. Dạ. Yeah. Đó. Tủ thờ 6 triệu mà ổng bớt 200 ngàn. Ổng
được lắm đó, ổng cũng đạo cái gì á. Dạ, vì con mua ổng cũng mấy lần á. Ừ. Ông cái gì ông ở có hậu lắm, hồi đó bả còn sống, tội nghiệp bả lắm. Vì đi bán số là bả kêu vô còn hết, vì bả cũng mua tiếp 20, 30 thôi, còn 40 bả cũng mua giùm đó, bả cho người này kia, rồi bả chết rồi. Mới ăn nuôi này bả múa bả nhảy bả ca xong rồi về có mấy bữa bả chết. Ôi bả diễn nãy nghe chú Tư nói một cô vợ. Bả đẹp người lắm. Chú Tư nói một cô vợ giống ổng nữa. Người Huế. Dạ dạ đúng rồi. Người Huế. Dạ. Trung đạo mà. Bả ở đời được dữ lắm. Bả gặp đi nhà thờ tôi phải nói nè, gán hết bệnh đi. Tôi với bà tới Noel nhảy một lần nữa, tôi nói trời ơi trời ơi tôi mà vô đó nhảy, cái giò này nó sụm xuống luôn. Đi bán vé số còn không xong nữa. Giờ không đi bán, mấy bà dạ. Gặp nó trời ơi bà không đi bán số này, gán đi bán tính tiền đi ở nhà chi khổ luôn đó. Tôi mà đi nổi tôi đi liền. Giờ đi bán vé số hết được luôn rồi. Ừ, đi nổi là đi liền, tôi đâu có ngu gì, tôi ở nhà bà ơi tiền có vô là mình muốn ăn. Nói con nha, mà tiền ở trong mình có, mình muốn ăn cái gì nó cũng dễ. Yeah. Còn có tiền rồi hả, 10 bữa nửa tháng mà chưa có tôi gớt được món đó. Yeah. Vì là mừng dữ lắm rồi, cảm ơn cô Tư với bển với là mấy cháu. Mấy cô mà mấy chú nào đó giúp đỡ dùm là quá trời biết ơn rồi. Thì dì Tư với con cháu để làm phước để hồi hướng cho ông Nguyễn Nhân Trạng á. Có cái bàn thờ đó, miếng giấy tôi còn để nguyên đó. Dạ. Không có nhớ, mà lại đốt nhang rồi mới thấy miếng giấy đó, mình mới cầu nguyện. Còn họ không có miếng giấy là quên mất tiêu. Dạ, với Bác Loan. Bác Loan cũng ở Mỹ, rồi Angelina cũng ở Mỹ. Dạ. Dì cảm ơn nhiều. Coi như là mình không biết nói cái gì chứ hơn giờ mừng quá rồi cũng không biết nói cái gì. Cảm ơn chị em nào hết trơn. Quên hết trơn rồi. Trời ơi biết chừng nào mà ta cắt được cái nhà gì. Mà giờ cắt cô bác mà tiếp cắt được cái gì là quá trời quý rồi. Tôi quá quý rồi. À. Tôi ngủ không được cái nơi mẹ cá ngủ. Thôi mẹ ngủ chi không biết nữa cái nhà. Ngủ chi không mê. Cái nhà đẹp mà ta không cần ngủ mà. Nhà đẹp không cần ngủ. Mừng cũng phải ngủ chứ. Mừng quá. Thức mình dòm cái này cái kia. Dạ. Yeah. Chứ không phải là hồi đó giờ mình không có nhà. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình 10 mấy 20 năm nay mình quá khổ rồi. Dạ. Yeah. Không ai đỡ nâng cho mình chứ. Coi như là cái nhà này hồi xưa tới giờ là của Mạnh Thường Quân giúp không đó hả bác? Cái sườn với cái nóc là của ông cha đó. Cha dạ. Yeah. Ông kêu vô cho tôi ngồi tôi năn nỉ ông cha thêm đi. Ít quá không đủ. Ông nói bây giờ bà kêu con bà vô đi cái gì bằng được cái lấy gì là em ơi. Hồi trước là cái nhà trước này là của ông cha cho cái sườn với cái nóc là của ông cha. Yeah. Còn cái vách này của bà Đại Quang bán thuốc bắc á. Dạ dạ bà cho 40 miếng. Dạ. Yeah. Ngủ dưới đất đó bà cháu dân mùng ngủ rồi sau đất. Này cái gạch người ta cho không nữa có chiếu trải nó còn biết không ly lông mua ly lông trải ngủ khổ. Giờ được cái nhà mừng quá cũng khóc nữa. Giờ được cái nhà quá mừng. Thương con nó bệnh hoạn sợ nó chết bỏ mình. Con đứa nào cũng nghèo lắm. Giờ có được cái nhà cho nó mãn nguyện nó đi. Khóc hoài. Nó không chế gì. Em mừng quá anh Tư ơi. Vì chứ lúc trước nhà con mãi cũng vậy, nhà mà uống sạch mà không có tiền tất rồi bên từ thiện đã cho đó. Mà cái nhà hiện giờ đang ở đó. Ờ kêu mấy ông kêu cho mừng một cái hết biết luôn. Con lấy giùm gì mục tiêu. Chứ mình cái hoàn cảnh khổ đi chưa ai có khổ bằng gì đó. Nuôi con lớn khôn rồi. Hôm nay cái nhà của anh Tấn đã xong hết đó cả nhà. Thì mình mới mua tủ thờ về cho anh Tấn luôn. Giờ cúng mâm cơm, cúng đất đai để ăn mừng cái nhà mới được cất xong. Lúc trước cái cửa buồng bằng ván ép, bây giờ đúc tường luôn rồi, quá đẹp, quá đẹp. Mừng quá mừng luôn rồi. Để đi quay cho đi xung quanh quay cho người ta coi anh sao chưa có sơn mới có tô không à chưa có bê cả nhà. Lúc trước cái chỗ này
chỗ này mới xây này từ khớp thiết, nó to hết luôn rồi. Bên khúc này thì nhà tắm, nhà vệ sinh. Này ở sao, ở sao cũng đúc tường luôn cả nhà. Ở bên kia cũng đúc tường luôn. Thì cái nhà từ cái vách này nè tới chỗ cái vách thiết đó là 7,5 m, bề ngang 5 m. Và nguyên cái nhà bếp này là mới cất sau đó cả nhà. Thì số tiền này của ông Nguyễn Văn Trạng với bác Loan ở Mỹ với Angelina giúp nâng cấp cái nhà bếp cho gia đình anh Tuấn nè, tổng cộng 5 mấy triệu đó nha. Rồi luôn cái cửa buồng ở trước đó với nhà vệ sinh luôn. Nhờ anh Tuấn ảnh làm nhà thời gian có mấy ngày nay là mướn thợ không tiền thợ cũng 5-6 triệu đó cả nhà, mướn làm tiếp mấy ngày nay, 5 ngày nay để mình đi vô trong. Bên đây cái vách bên đây ảnh chừa 2 cái cửa sổ nè, người nữa che cái mái hiên xuống đây đừng cho mưa tạt nữa. Này cửa sau, này phía trong chỗ nhà vệ sinh nè cả nhà. Này nữa mình sơn lại là đẹp lắm luôn đó. Dạ. Thì sơn nữa lại mình sáng trắng à. Dạ dạ. Sáng nhà liền. Cắt sửa lại nhà quá rộng luôn. Lúc trước bị ông che có cái chỗ ngủ không mà nha, nó chặt chội lắm. Hai mẹ con đang cúng. Đất đai của bác mình đếm nè, này chó nó kêu chó mắt đếm. Thì cũng mừng cho anh Tuấn được cái cất được căn nhà với cái nhà vệ sinh gần như ước nguyện. Mình cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm, dì Tư là vợ của ông Dượng Tư Nguyễn Văn Trạng cùng con cháu của dì với bác Loan với anh Gò Ly Nè, mình cũng ủng hộ mình để giúp đỡ cho gia đình Tuấn được như ước nguyện. Từ đó giờ ham
cái nhà vệ sinh mà không có tiền. Bây giờ cất được nhà vệ sinh quá mừng. Rồi hôm nay cũng đã hoàn tất xong hết rồi. Rồi cúng mâm cơm, rồi cúng đất đai ở đây để ăn mừng nhà mới. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cái nhà thấy hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều cả nhà.